Chào mừng quý nhà đầu tư đến với bản tin Morning Note sáng ngày 30 tháng 6 2021 của công ty chứng khoán Genta Việt Nam ạ. Những phiên giao dịch hai phiên giao dịch đầu tuần của thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận những cái tín hiệu khá là khởi sắc, bất chấp là cái thị trường có những trong phiên thì cũng có những cái giao dịch, một số cái giao dịch mà nhà đầu tư chốt lời. Tuy nhiên thì về cuối phiên ngày hôm qua thì thị trường vẫn duy trì được cái mức độ tăng, đúng không ạ? Thì không biết là trong thời gian tới, trong trong những phiên giao dịch cuối tuần này thì thị trường có diễn biến khả quan hơn hay không? Mở đầu bản tin Morning Note sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về cái diễn biến thị trường hàng hóa thế giới cũng như là thị trường chứng khoán thế giới trong phiên ngày hôm qua. Thì trong 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 thời gian gần đây, đặc biệt là từ cái giai đoạn tháng 3 thì có thể thấy là cái tình hình lạm phát của các nước trên thế giới cũng như là tại Việt Nam của chúng ta thì cũng có cái sự rục rịch tăng 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 trưởng trở lại. Một phần cái việc lạm phát tăng như vậy là do cái mức độ tiêu thụ hàng hóa và cái nhu cầu của người cầu nhu cầu của người dân đã bắt đầu quay trở lại khi mà các hoạt động sinh hoạt, đặc biệt là ở các thị trường phát triển thì tăng trưởng trở lại sau khi mà hoạt động tiêm vaccine của các nước đã đạt được một cái tỷ lệ khá là nhất định. Thì đó cũng là một trong những cái yếu tố mà khiến cho cái chỉ số hàng hóa trong 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 thời gian qua là bắt đầu tăng. Thì không biết là Minh có thể cập nhật cho quý nhà đầu tư một chút thông tin về những giá cả hàng hóa trên thế giới được không nhỉ? Ok Hiền, về cái tình hình của phiên giao dịch ngày hôm qua thì như chúng ta có thể thấy rằng là một cái điểm sáng và rõ ràng nhất là có thể thấy đến từ cái diễn biến của chỉ số hàng hóa CRB. Về cái tình hình của phiên giao dịch ngày hôm qua thì cái chỉ số hàng hóa CRB cũng đang tiến về cái mức đỉnh của năm 2017. Đây là cái mức đỉnh mà cao nhất kể từ cái thời điểm đó, và cũng bắt đầu kể từ cái thời điểm đó khi mà Fed thực hiện những cái việc những cái chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, như là cái việc tăng lãi suất, thì điều này cũng đã khiến cho cái nhu cầu tiêu thụ trên 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 toàn thế giới cũng đang có cái xu hướng là sụt giảm, và điều này nó đã ảnh hưởng đáng kể đến đến cái diễn biến của giá hàng hóa trong kể từ sau khi cái vùng đỉnh xác lập cái vùng đỉnh trong năm 2017. Và như chúng ta thấy rằng là chỉ số CRB đã trong những cái thời gian vừa qua thì bất chấp cái việc dự báo của Fed đang cho rằng là chỉ số này sẽ sớm hạ nhiệt trong cái giai đoạn quý 2, tuy nhiên rõ ràng đến thời điểm hiện tại thì chỉ số hàng hóa CRB này chưa có những cái dấu hiệu hạ nhiệt, và điều này nó có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả những cái quyết định chính sách của Fed trong cái thời gian tới, và nhất là vào cái kỳ họp sắp tới đây là vào cuối tháng 7 2021. Thì khả năng đồng nhiều cái đồn đoán thì hiện tại là vẫn đang dự kiến là cho rằng là Fed sẽ năm nay là sẽ chưa tăng lãi suất được trong năm 2021. Tuy nhiên là nếu mặt bằng là lạm phát tiếp tục là luôn luôn ở mức cao và thậm chí là còn đạt những cái mức kỷ lục mới thì chắc chắn nhiều khả năng Fed sẽ sớm muộn tăng lãi suất để nhằm kiềm chế cái tình hình lạm phát này. Cái vấn đề thứ hai nữa là có thể cái phương án chứ siết chặt cái cung tiền trong cái thời gian tới, nhất là cái việc mà giảm việc mua vào cái các gói QE thì có khả năng sẽ thực hiện, thay vì cái việc mà tăng lãi suất một cách ào ạt cho như đã từng diễn ra nhân những năm trước, như bắt đầu ví dụ như thời điểm năm 20 như chúng ta chứng kiến là năm 2018 2019 là cái những cái năm mà cái chu kỳ tăng mạnh lãi suất của Fed, và chúng ta cũng đã có một cái cuộc bình buổi talk show và nói vào tuần trước về cái câu chuyện tỷ giá và các quyết định của Fed trong cái thời gian trước đó. Thì đối với chúng ta quay lại về cái diễn biến của giá hàng hóa chỉ số CRB, như như các nhà đầu tư có thể thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua đây là một cái chuỗi tăng rất là mạnh và cũng chưa có những cái dấu hiệu chững lại, mặc dù là cái chỉ số này đang tạm đang đang tiến về những cái vùng đỉnh ngắn, trong đó là cái vùng đỉnh mạnh nhất là trong năm hai cái đỉnh cao nhất của năm 2017. Nhưng mà một cái hiện tại là như chúng tôi đã đề cập là cái những cái dấu hiệu mà cảnh báo điều chỉnh của cái chỉ số CRB này chưa có những cái dấu hiệu chững lại, có nghĩa
nghĩa rằng là cái đà tăng nó sẽ còn mở rộng, và đặc biệt nhất là hiện nay là cái độ biến động, chúng tôi nhận thấy rằng là cái điều này nó đang ủng hộ cái xu hướng tăng trung và dài hạn của cái chỉ số CRB, và có nghĩa rằng nó sẽ phản ánh cái vấn đề về diễn biến của giá hàng hóa chưa có những cái dấu hiệu chững lại trong trong cái thời gian tới, và chắc chắn là điều này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc họp của Fed vào tháng 7 sắp tới đây. Thì chắc tất nhiên là chúng ta cũng nên tiếp tục chờ đợi về cái vấn đề này. Tuy nhiên là cái kịch bản khả quan nhất là, và cũng là tích cực cho một phần là sẽ tích cực cho thị trường, đó là cái việc mà Fed sẽ chưa tăng lãi suất mà thay vào đó là sẽ gọi cắt giảm cái gói QE. Thì đối với diễn biến của phố Wall trong phiên ngày hôm qua, thì với cái đà tăng mạnh của chỉ số CRB đo lường cái thước đo về lãm phát, thì nó cũng khiến cho cái giới đầu tư tại phố Wall cũng thận trọng hơn, khi mà chúng ta thấy rằng là hầu hết tất cả các chỉ số trong cái phần video phía trên của chúng tôi đã có trình bày thì hầu như là đều có mức tăng nhẹ. Riêng đối với hiện tại là dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu công nghệ, hiện nay là nhóm đây là cái nhóm mà có mức performance cao nhất trong 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 những cái phiên gần đây. Chỉ số Nasdaq tiếp tục là đóng cửa tăng nhẹ là 0.2%, và đồng thời thì chỉ số này cũng đã xác lập cái mức đỉnh cao kỷ lục mới trong trong thời trong trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Một cái điểm tích cực hiện nay đó là cái tâm lý nhà đầu tư, mặc dù tâm lý nhà đầu tư cũng mặc dù là lo ngại về lạm phát đấy, nhưng mà cái vấn đề mà họ đang cho rằng kỳ vọng tốt hơn đó là cái sự hồi phục của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên là cái câu chuyện lạm phát vẫn sẽ là cái câu chuyện ảnh hưởng và xuyên suốt của thị trường trong cái thời gian tới, bởi vì khi năm 2020 thì cái thị trường cái yếu tố mà ủng hộ cho cái thị trường đi lên đó, nó đến từ cái vấn đề về lãi suất thấp, nhưng mà nó đến năm 2021 thì khi mà một yếu tố của thị trường đi lên là bằng yếu tố gì, thì chắc tất nhiên khi mà thị trường giảm thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố đó, và do đó cái nhiều khả năng về cái lãi suất tăng trở lại sẽ là một trong những cái mối nguy của thị trường trong cái thời gian tới. Cho nên là chính vì thế mà tôi mới có đề cập là cái vấn đề lạm phát nó sẽ là cái vấn đề quyết định đến cái chính sách của Fed trong cái giai đoạn tới đây, thì cái này chúng ta nên tiếp tục theo dõi về những cái. Nhưng mà ở tại thị trường Mỹ tôi thấy nó đang có một cái dấu hiệu như thế này, đối với các lãi suất kỳ hạn dài thì vẫn còn đang ở mức thấp và thậm chí là còn đang giảm nhẹ. Nhưng đối với những cái lãi suất kỳ hạn ngắn, nhất là những cái trái phiếu, cái tỷ suất trái phiếu nó đang ở những cái kỳ hạn ngắn, ví dụ như là trong vòng 1 năm 2 năm thì đang có cái dấu hiệu tăng lại. Đấy, có nghĩa là nó đang có những cái sự phản ánh về cái việc cái việc của lãi suất đang có những cái dấu hiệu manh nha trở lại, thì đó, và tôi cũng quan sát trên thị trường Việt Nam cũng đang có những dấu hiệu này, thì vì vậy thì cái đây cũng là một cái điều chúng ta cần hết sức lưu ý về những cái diễn biến của thị trường trong thời gian tới. Cảm ơn Minh. Thì đồng 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 ý với quan điểm của Minh là về cái vấn đề mà lo ngại khi mà nền kinh tế bắt đầu hoạt động trở lại bình thường, thì cái vấn đề lạm phát vẫn luôn là cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, và những cái yếu tố mà liên quan đến việc mà gọi là để kiểm soát lạm phát thì tăng lãi suất là một trong những phương án mà được các chính phủ không chỉ ở Fed các nước mà ngay cả thị trường Việt Nam của chúng ta thì cũng sẽ phải cân nhắc đến cái vấn đề là tăng tăng lại cái việc lãi suất để kìm 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 hãm cái tốc độ tăng của lạm phát. Do đó thì và khi mà tăng lãi suất thì nó lại trực tiếp ảnh hưởng đến cái việc mà cái giá trị của đồng tiền khi mà lãi suất tăng thì có khả năng là phải phải quan sát, bởi vì có khả năng là dòng tiền nó sẽ rút bớt ra khỏi cái thị trường chứng khoán và đầu tư vào các cái tài vào vào cái lãi suất, đúng không? Nhưng có thể họ sẽ rút tiền ra, họ gửi tiền hoặc là mua các loại trái phiếu như thế chẳng hạn, thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cái dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán. Quay lại về cái diễn biến của các cái quỹ ETF thì vào trong hồi đầu tháng 6 thì chúng ta cũng nghe rục rịch những cái thông tin mà liên quan đến một cái quỹ Eden Global, họ họ đầu tư vào những cái thị trường mới nổi ví dụ như Việt Nam, mặc dù là cái quy mô cái quỹ này nó cũng khá là bé, tuy nhiên là thông tin thị trường những thời gian gần đây mọi người cũng khá là bàn luận nhiều về cái quỹ này, là họ đã bắt đầu giải ngân vào họ họ giải ngân vào cái thị trường Việt Nam, thì không biết thì trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì ngoài cái quỹ này và các quỹ ETF khác thì có cái diễn biến giao dịch có cái gì nổi trội không Minh, hay là vẫn chỉ có duy trì như những phiên trước đều đều không có biến đổi gì nhiều?
OK Hiền, thì về cái tình hình của diễn biến của các quỹ ETF thì như chúng ta có thể thấy rằng là hầu như tất cả các quỹ ETF hiện tại là đều có cái tỷ lệ premium dương cả. Quan sát của chúng tôi thì với cái tỷ lệ premium này thì nhiều khả năng là sẽ không có những cái động thái bị rút ròng ra, và thay vào đó là cái xu hướng vẫn là có nghiêng về cái kịch bản là được bơm ròng nhiều hơn. Trong đó là có một cái quỹ là ICMSCI Frontier 100 ETF thì chúng ta thấy rằng là cái quỹ này đang có cái tỷ lệ premium dương khá cao là 1.2%, nhưng mà đến thời điểm hiện tại chúng tôi cũng chưa thấy được là cái quỹ này đang có những cái chưa chưa thấy có những cái dấu hiệu được 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 bơm ròng trở lại. Về cơ bản chung thì chúng tôi nghiêng về một cái kịch bản là sẽ không bị rút ròng, hầu như là cái tỷ lệ cái chứng chỉ quỹ sẽ đi ngang và cái tỷ lệ premium vẫn duy trì ở mức dương. Đó là cái phần lớn của diễn biến của các quỹ ETF. Trong ngày hôm qua thì chúng ta như Hiền cũng đã có đề cập là một cái quỹ CUBS của Mỹ và niêm yết trong cái thời gian gần đây, hình như là trong cái tuần giao dịch trước. Và quỹ này thì thực ra nhà đầu tư thì hay follow vào cái quỹ này trong thời gian gần đây có hay nói nhiều, nhưng mà về quan điểm của chúng tôi thì cho rằng là quỹ này hiện tại là cái size nó còn rất là bé, rất là bé. Và chúng tôi cũng đã có một phần cái bình luận đối với cái quỹ ETF này trong cái thời gian trước khi mà cái quỹ này mới vừa niêm yết lên, thì chúng tôi cũng đã có cái tìm hiểu sơ bộ về cái quỹ CUBS này. Về cái tôi sẽ show cho các anh chị thấy là đây là cái diễn biến của quỹ CUBS trong cái thời gian niêm yết vừa qua. Như chúng ta có thể thấy rằng là cái hầu như là đều chưa khi mà niêm yết lên thì cũng không có những cái đột biến và biến động gì đáng kể đối với cái chứng chỉ quỹ này, và cũng không có một cái điểm nổi bật. Và nhất là chúng ta thấy rằng là hầu như là tất cả diễn biến của các quỹ ETF á, thì đối với các quỹ ETF đối với cái quỹ ETF này á, thì chưa có một cái lượng huy động mạnh trong cái thời gian quan sát vừa qua của chúng tôi. Một cái đặc điểm đối với cái quỹ ETF này á, như tôi đã bình luận trước đó á, thì một cái đặc điểm khá khá là nổi bật so với các quỹ ETF thì thông thường những cái quỹ ETF họ ít đưa vào những cái tiêu chí về mặt cơ bản, nhưng riêng đối với cái quỹ này thì họ lại đưa cái tiêu chí về mặt cơ bản để cái việc lựa chọn cổ phiếu. Có nghĩa rằng là đối với những cái thị trường cận biên và thị trường mới nổi á, thì cái tính chất rủi ro của những thị trường này nó luôn luôn cao, mà theo quan sát của tôi thì hầu như cái khoản đầu tư của cái quỹ này thì đa phần là đổ vào những cái nhóm thị trường cận biên, market. Thì đối với những cái thị trường này thì cái rủi ro của chúng ta, cái credit rating của những cái thị trường này luôn luôn đã bị xếp hạng là dưới BBB, tức là dưới mức chuẩn trung bình, có nghĩa là cái rủi ro của những thị trường này rất cao. Do đó là nhiều khả năng là tôi cho rằng là cái việc mà quỹ này đưa vào cái yếu tố và fundamental để đưa qua ra cái quyết định lựa chọn cổ phiếu nó cũng là một cái điều dễ hiểu để giảm thiểu cái rủi ro này xuống. Như chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều cái quỹ đồ ETF mà tôi gọi là bị đổ bô đấy, ví dụ như là DBFTC trong thời lịch sử cũng đã bị từng các tôi gọi là các nhà cái đi đấy, lợi dụng cái quỹ ETF này để xem là một trong những cái yếu tố khiến cho cái quỹ này có những cái thời điểm mua cái giá rất là cao. Tôi nói ví dụ như những cái cổ phiếu tiêu biểu như là ROS là một cái cổ phiếu tiêu biểu mà chúng ta đã từng chứng kiến DBFTC họ phải mua một cái giá trên trời, và cái ngày mà họ bán ra thì cái giá thì thấp, rất cực kỳ thấp. Thì hoặc là vừa rồi thì cái quỹ MSCI Frontier 100 ETF thì họ thêm một cái cổ phiếu vào, cổ phiếu nào ạ? Đó là Thái Holding THD đúng không ạ? Thì cái cổ phiếu này thì các anh chị cũng thấy rằng là nó đâu đó nó cũng mang một cái hình ảnh nào đó chúng ta mường tượng cổ phiếu ROS trước đó đúng không ạ? Đó là nếu mà cái rủi ro sắp tới thì khi mà THD giảm mạnh thì chúng ta cũng không loại trừ thì một lần nữa ETF cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái câu chuyện này. Thì về cơ bản chung thì chúng tôi cho rằng là đối với cái quỹ ETF này thì chúng ta cứ tiếp tục theo dõi thôi, bởi vì hiện tại là chúng tôi cũng chưa thấy được là cái size của quỹ này lớn lắm. Size ban đầu của họ chỉ có khoảng 500.000 đô thôi. Cái lượng này nó cũng rất là thấp, cực kỳ thấp đối với các quỹ ETF hiện tại. Là đối với những cái quỹ ETF trong nước của chúng ta nó cũng đã xấp xỉ từ 100 đến 200 triệu đô rồi, cho nên là cái con số này rất bé, cho nên là chúng ta cũng đừng nên quá quan tâm kỹ đối với cái quỹ ETF này, trừ khi bây giờ có cái lượng tiền đột biến đổ vào thì may ra. Cảm ơn Minh đã chia sẻ với quý nhà đầu tư diễn biến quỹ ETF, đặc biệt là một cái quỹ mới gia nhập vào cái thị trường Việt Nam. Tiếp theo thì mình quay trở lại về cái giao dịch của khối ngoại. Thì trong phiên ngày hôm qua thì giao dịch khối ngoại cũng chắc cũng không có diễn biến gì bất ngờ, và thì không biết Minh có chia sẻ với quý nhà đầu tư xem trong phiên ngày hôm qua thì khối ngoại có giao dịch những cái nhóm cái cổ phiếu thuộc lĩnh vực gì nhiều nhỉ? Về phiên giao dịch ngày hôm qua thì phần lớn ngân hàng vẫn là cái nhóm mà bị bán ròng.
Về tổng quan chung thì cái giao dịch của khối ngoại thì tương đối khá là cân bằng. Khi mà những cái phiên trước thì chúng ta thấy là có những cái giao dịch đột biến từ cổ phiếu BVI đi, bảo hiểm BVI thì nhưng mà đa phần là giao dịch thỏa thuận hết. Còn đối với trong những cái phiên gần đây thì chúng ta thấy rằng là hầu như là không có những cái biến động mạnh, giao dịch của khối ngoại khá là cân bằng. Mua ròng nhẹ thôi, 39 tỷ nhưng mà nó không giải quyết được cái câu chuyện bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Bất động sản vẫn là cái rục rịch là trong những cái phiên gần đây là luôn luôn được mua ròng, và nhất là cổ phiếu VHM. Và VHM trong những cái phiên gần đây chúng ta thấy rằng là đây là một cái cổ phiếu luôn luôn là đã có cái mức xác lập cao nhất 52 tuần trong những cái phiên vừa qua. Và đây cũng là một cái cổ phiếu cân tim, tôi gọi là cân tim cho chỉ số trong trong những cái phiên gần đây. Như các quý nhà đầu tư có thể thấy là trên cái biểu đồ hai phiên giao dịch vừa qua thì VHM liên tục xác lập cái mức cao nhất trong một năm qua, và đây cũng là những cái mức kỷ lục của VHM. Và đồng thời thì chúng ta thấy là cái thanh khoản của VHM cũng tăng rất là mạnh đấy. Cho nên là chúng tôi đã có một cái phần bình luận trong cái thời điểm trước, và có một cái kha quỹ có một vị nhà đầu tư đặt câu hỏi về cổ phiếu VHM. Thì như tôi cũng đã đề cập là đối với VHM thì nó giống như là một cái cổ phiếu lát cáp trên thị trường, và luôn luôn xuất hiện vào những cái thời điểm mà thị trường gặp khó khăn, gọi là cân tim đấy. Và đi qua sơ một chút về cái tình hình tăng trưởng của VHM thì chúng ta thấy rằng là cái điểm tăng trưởng của VHM thời điểm hiện tại là cũng đã tăng lên ở mức trung tính rồi, tích cực rồi. Và như trước đó là chúng ta thấy là cái sức mạnh giá của VHM rất là thấp. Nhưng mà trong những cái phiên gần đây thì cái điểm sức mạnh giá này nó đã cải thiện lên, trong khi đó là cái điểm cơ bản của VHM luôn luôn là một trong những cái cổ phiếu còn trong trong dòng bất động sản có cái điểm cơ bản rất là cao, 93 điểm. Về cơ bản chung thì chúng tôi đánh nâng cái trạng thái trung tính lên tích cực của cái cổ phiếu này. Đồng thời thì cũng có thể thấy rằng là nhưng mà có một cái điểm đối với các nhà đầu tư lướt sóng thì nó không lại một không 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 phải là một cái sự thuận lợi lắm, đó là cái sức mạnh giá của VHM chỉ có dưới mức 72 thôi. Có nghĩa rằng là với những nhà đầu tư mà chúng ta ưa thích mua bán lướt sóng ngắn hạn thì chúng tôi cho rằng là chúng ta chỉ nên để cái tỷ trọng thấp, bởi vì thông thường là chúng tôi sẽ ưu tiên cho những cái cổ phiếu có cái sức mạnh giá trên 80, nhưng mà ở hiện tại là cái VHM chỉ có mức 72, cho nên là với điều kiện mua và nắm giữ ở thời điểm hiện tại thì nhà đầu tư chúng tôi xin lưu ý là chúng ta chỉ nên nắm giữ ở một cái tỷ trọng thấp. Và vậy thì cái vùng mục tiêu mà chúng ta cũng cần chú ý trong ngắn hạn đối với VHM là mức giá nào, thì ở đây trong cái hệ thống stock rating của chúng tôi thì hiện tại là đưa ra cái mức mục tiêu ngắn hạn của VHM rất là thấp, chỉ có 115.000, có nghĩa là với cái giá hiện tại thì chúng ta đã VHM đã bắt đầu vượt qua khỏi cái vùng mục tiêu này rồi. Đấy, có nghĩa là hiện tại là nếu mà để mở cái vị thế mua mới thì chúng tôi chưa chưa khuyến khích tại vùng này. Quý nhà đầu tư lưu ý nhé, trong ngắn hạn thì có thể là chúng tôi sẽ chưa đưa ra cái khuyến nghị mở vị thế mua mới. Những nhà đầu tư mà chúng ta đã đang nắm giữ cái cổ phiếu này thì chúng tôi cho rằng là vẫn cứ tiếp tục nắm giữ thôi, cho đến khi nào mà có cái điểm bán được hình thành, hoặc là chúng ta vẫn có thể chốt lời một phần cái tỷ trọng nào đó. Nhưng mà còn đối với những nhà VHM như tôi đã đề cập cho trước đó thì những nhà đầu tư đây là cái cổ phiếu nó lại phù hợp cho cái việc mua nắm giữ nắm giữ trong trung và dài hạn hơn, bởi vì cái điểm cơ bản của VHM luôn luôn ở mức khá là tốt và khá là cao trong 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 nhóm ngành bất động sản. Thì đấy 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 là một số cái bình luận của chúng tôi về cái diễn biến của khối ngoại. Về cơ bản chung thì chúng tôi cũng chưa thấy được cái sự thay đổi đáng kể, và nhất là ngày hôm qua thì ở chiều mua ròng ta thấy rằng là như là Vinamilk cũng đã quay trở lại, được nhờ khối ngoại quay trở lại, tôi gọi là không biết có phải gọi là bắt đáy hay không, nhưng mà tôi không biết là chính xác là Vinamilk nó sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi cũng xin bình luận một chút xíu về cái Vinamilk để chúng ta xem thử là cái diễn biến của Vinamilk có những cái chuyển biến gì tích cực hơn so với những cái phiên trước đó hay không nhé. Đối với Vinamilk thì thật ra thì rõ ràng là chúng ta cũng chưa thấy một cái sự cải thiện đáng kể về cái tình hình tăng trưởng của Vinamilk, mặc dù Vinamilk vẫn là một trong những cái nhóm cổ phiếu, một trong những cái cổ phiếu cho thuộc cái nhóm trong 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 nhóm ngành sản xuất thực phẩm là có cái mức điểm cơ bản rất cao. Tuy nhiên là cái dòng tiền của vào đa hiện tại là cái dòng tiền đánh giá về cái mức độ tham gia dòng tiền của cổ phiếu Vinamilk này là chúng tôi đang đánh giá là rất là thấp, cực kỳ thấp, không nếu nếu nó không nói là kém. Đấy, thì rõ ràng là dòng tiền cũng chưa có những cái dấu hiệu quay trở lại cổ phiếu này. Mặc dù là cái điểm cơ bản cũng khá là ổn đấy, có nghĩa là cái rủi ro của Vinamilk không có, nhưng cái rủi ro mà kiểu rủi ro về cơ bản ấy, có nghĩa là rủi ro những cái rủi ro
rủi ro mà chúng ta sợ là về phá sản hay là hủy niêm yết rồi vân vân, thì chúng tôi cho rằng là Vinamilk thì không 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 có vấn đề này. Nhưng mà cái vấn đề đối với những nhà đầu tư mà chúng ta theo sóng cổ phiếu hoặc là có thể cân nhắc có thể đầu tư vào với cái sự tăng trưởng tích cực trở lại, thì chúng tôi cho rằng là cái Vinamilk này chưa 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 hội tụ. Đấy. Cho nên là về cơ bản chung chúng ta thấy là mặc dù là nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua mua ròng đối với cổ phiếu Vinamilk á, cho nên là nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là khi mà về tầm cái vùng giá từ từ 92 trở xuống á, thì chúng ta thấy là hầu như là những cái phiên gần đây là đều 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 đi ngang, đều trong cái trạng thái tích lũy và đi ngang cả. Nên là về cơ bản chung thì chúng tôi cũng chưa cái chiến lược của Vinamilk lúc này là chúng ta theo cái kiểu chiến lược là mua swing lướt sóng là chủ yếu, tức là khi mà rơi vào cái vùng giá thấp từ 87 đến 88 á, thì là chúng ta có thể mua vào một ít rồi và lướt tơ ba về thôi. Chứ còn về quan điểm của chúng tôi nhận thấy rằng là Vinamilk cũng chưa có những cái chuyển biến để cho thấy là cái xu hướng tăng nó sẽ bền vững. Giai đoạn này thì chúng tôi cũng đánh giá thận trọng về cái cổ phiếu Vinamilk. Cảm ơn Minh đã chia sẻ rất là chi tiết những cái giao dịch của khối ngoại cũng như là một một số cái cổ phiếu mà của khối ngoại có cái giá trị mua ròng trong phiên ngày hôm qua. Thì thống kê thêm với quý nhà đầu tư về cái tình hình giao dịch của khối ngoại tính ra từ đầu năm 2021 cho tới nay thì cái khối ngoại lại thậm chí lại còn bán ròng nhiều hơn so với cả năm 2020. Thì đâu đó là chỉ trong gần 6 tháng đầu năm 2021 thì khối ngoại đã bán cao hơn tận 67% so với tổng số bán ròng của giá trị bán ròng của khối ngoại trong năm 2020 rồi đấy. Chúng ta có thể thấy là mặc dù là cái diễn biến của cái thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng cũng rất là tốt, tuy nhiên là khối ngoại vẫn duy trì cái đà bán ròng trên 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 thị trường từ từ đầu năm đến nay, và đặc biệt lại là khối ngoại trong từ đầu năm đến nay lại bán ròng những cái cổ phiếu mà gọi là có cái mức độ cái mức độ tăng trưởng tốt nhất. Ví dụ như những cái cổ phiếu mà có sự tăng trưởng từ đầu năm đến nay rất là cao như là Hòa Phát hay là MBB ở VPBank hoặc là CTG, thì đây lại là những cái cổ phiếu mà gọi là nằm trong cái top khối ngoại bán ròng từ đầu năm đến nay. Thì riêng chỉ có Vinamilk như Minh vừa mới đề cập thì đây lại là một cái cổ phiếu mà khối ngoại cũng nằm trong top 5 khối ngoại bán ròng. Tuy nhiên thì cái lại là một trong năm là cổ phiếu duy nhất trong năm năm cổ phiếu top đầu khối ngoại bán ròng là nó có suất sinh lợi là giảm thôi, còn các cổ phiếu khác thì hầu hết tăng trưởng rất là tốt nhưng mà khối ngoại vẫn duy trì cái đà bán ròng khá là cao. Thì đấy là thống kê thêm một số cái thông tin liên quan đến cái giao dịch khối ngoại gần tính đến 6 tháng đầu năm 2021. Quay trở lại về 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 quan điểm của thị trường ngắn hạn, có thể là đây sẽ là cái vấn đề mà quan tâm nhất của quý nhà đầu tư, đặc biệt là trong những thời gian gần đây khi mà cái thị trường liên tục là gọi là vượt đỉnh và giữ được cái mức cao và chưa thấy có cái tín hiệu điều chỉnh, thì có thể là nhà đầu tư sẽ rất là mong nhận được những cái thông tin về chia sẻ của mình về cái quan điểm thị trường trong những thời gian tới để quý nhà đầu tư có thể chủ động hơn trong những cái giao dịch của mình. Thì mình có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư những cái quan điểm thị trường ngắn hạn trong phiên hôm nay cũng như một hai phiên tới được không ạ? Ok, ok Hiền, thì về cơ bản chung thì chúng tôi cũng không có những cái sự thay đổi lớn về trong những nhận định trong phiên những cái phiên vừa qua. Thì với cái áp lực bán về cuối phiên và nhiều cổ phiếu cũng đã có những cái dấu hiệu mà có thể thấy rằng là cái đà tăng đang trở nên là suy yếu về cuối phiên giao dịch ngày 29 tháng 6 vừa qua, thì chúng tôi dự kiến có thể nhiều khả năng là cái áp lực điều chỉnh có thể sẽ diễn ra trong vào đầu phiên. Tuy nhiên là chúng tôi xin lưu ý rằng là với giai đoạn này thì chúng tôi cho rằng là cái trạng thái cái áp lực điều chỉnh này nó sẽ nhanh chóng kết thúc trong phiên, hoặc là thậm chí là cái nhịp điều chỉnh nó sẽ không ảnh hưởng nó sẽ không với cái biên độ không lớn. Do đó là chính vì thế mà đặc biệt nhất là cái nó sẽ đính kèm với cái mức khối lượng giao dịch hiện nay vẫn sẽ duy trì ở mức thấp. Và trong những cái phiên giao dịch vừa qua thì chúng ta có thể thấy là một cái đặc trưng của thị trường đó là cái mức độ thanh khoản chung nó đang có những cái dấu hiệu suy yếu, và đặc biệt là cái mức chưa thanh khoản mức khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên đã bắt đầu có dấu hiệu là thu hẹp dần. Điều này đồng nghĩa với việc một cái điều rằng là đây là cũng là một cái diễn biến rất là dễ dễ hiểu, như chúng tôi đã nhận định trước đó là đây là cái giai đoạn mà chúng ta rất khó để mà lựa chọn
chọn cổ phiếu. Vì việc khó lựa chọn cổ phiếu như vậy cho nên là chính vì thế mà chúng ta có thể thấy rằng là dòng tiền đang trở nên suy yếu hơn so với cái thời điểm ban đầu, và đặc biệt là so với cái thời điểm gần nhất, đó là vào cái thời điểm vào đầu tháng 6. Tại chúng ta thấy là cái mức mặt bằng chung của giai đoạn đầu tháng 6 thì nó đang có những cái chiều hướng là thu hẹp dần cái mặt bằng khối lượng của cái mức mặt bằng giao dịch của mình. Thì điều này cho thấy rằng là đây là một cái trạng thái phân kỳ, nó chúng tôi đánh giá là nó sẽ tương đối khá là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây là gì? Là có nghĩa là thị trường đâu đó đang ở những cái vùng gọi là chúng tôi gọi là cái vùng nhạy cảm đó. Chúng ta thấy rằng là cái thị trường vẫn đi lên, điểm số thì chúng ta vẫn thấy là đi lên, nhưng nó tạo ra một cái trạng thái phân kỳ với cái thanh khoản là lại có cái chiều hướng thu hẹp dần. Đó nghĩa là có thể thấy rằng là cái mức độ tham gia dòng tiền của thị trường nó đang trở nên thận trọng hơn, nhà đầu tư đang e dè hơn trong cái việc mà tất cả các giao dịch của mình. Cho nên là chính vì thế mà chúng tôi đã nói là với những cái thời điểm mà khi mà cái mức PE của thị trường nó lên trên tới mức 18 thì có nghĩa là cái độ hấp dẫn của thị trường nó sẽ không còn cao, mà thay vào đó là cái việc mà chúng ta giải ngân hoặc là tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư mới ấy, thì thật sự nó sẽ rất khó trong giai đoạn này. Thì ít nhất là tuy nhiên là vậy thì cái dư địa trong ngắn hạn của thị trường nó còn tiếp tục đi lên nữa hay không? Thì về cơ bản chung thì chúng tôi cho rằng là vẫn có một cái kịch bản là chỉ số VN-Index sẽ tiệm cận cái vùng kháng cự kế tiếp mà chỉ số VN-Index sẽ đối mặt, đó là vùng 1.456 điểm như chúng tôi đã giải thích trong phiên ngày hôm qua tại sao hình thành ra cái mức này. Thì do đó là trong ngắn hạn thì các nhà đầu tư cực kỳ lưu ý với cái vùng kháng cự này, và càng tiến gần về cái vùng kháng cự này thì chúng tôi cho rằng là cái áp lực bán nó sẽ càng có cái xu hướng là tăng dần lên. Do đó chính vì thế mà chúng ta cực kỳ thận trọng trong đối với quan điểm này, thì chúng tôi cho rằng là cái cơ hội là có nhưng không phải quá nhiều. Và đặc biệt cái thứ hai nữa là trong giai đoạn này thì chúng ta cần tiết chế cái việc mà sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn này, nhất là cái việc mà sử dụng những cái tỷ lệ đòn bẩy cao thì nó sẽ mang lại cái rủi ro rất lớn cho cái danh mục của chúng ta. Cho nên là chính vì thế mà giai đoạn này thì chúng tôi không khuyến khích quý nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy. Chúng ta chỉ nên giải ngân những cái khoản bằng tiền tươi, bằng tiền mặt, bằng 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 tiền 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 tươi vốn tự có, chứ không 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 nên sử dụng cái đòn bẩy cao trong giai đoạn này, và cần phải tiết chế hơn cái việc sử dụng đòn bẩy. Nên là đó là quan điểm của chúng tôi. Và ngoài ra thì một cái điểm ở đây chúng tôi cũng xin lưu ý rằng là mặc dù dòng tiền có dấu hiệu suy yếu nhưng không có nghĩa rằng là chúng tôi cũng chưa thấy là cái dấu hiệu rút ra khỏi thị trường, mà chủ yếu là dịch chuyển qua qua lại giữa các nhóm cổ phiếu, có nghĩa rằng là họ vẫn còn đang tìm, về cơ bản chung là nhà đầu tư vẫn còn đang có cái xu hướng là tìm kiếm cái cơ hội trong ngắn hạn vẫn còn. Như ít nhất chúng tôi đã đặt ra đó là ít nhất là chỉ số VN-Index trước khi mà xảy ra một cái nhịp điều chỉnh mạnh thì chúng tôi cho rằng là khả năng là VN-Index sẽ còn tiềm cận về vùng một vùng vùng là 1.456 điểm trong trong ngắn hạn. Do đó là cái cơ hội là có nhưng cái cơ hội này nó đang teo tóp giờ. Do đó là trong ngắn hạn chúng ta cũng cần phải có một cái số lưu ý cẩn trọng như vậy, để cho chúng ta có những cái chiến lược giải ngân cho nó phù hợp. Đó là quan điểm của chúng tôi về thị trường. À, cảm ơn Minh đã chia sẻ với quý nhà đầu tư về cái quan điểm về thị trường ngắn hạn trong những phiên giao dịch tới. Thì quay trở lại về cái tiêu điểm cổ phiếu ngày hôm nay, thì vào chiều 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 tối ngày hôm qua thì báo chí cũng mới cái đưa tin về về thông tin về Bộ Bộ Thương mại Mỹ thì cũng vừa mới công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát cái lô bán phá giá của cá tra cá ba sa của Việt Nam vào cái thị trường Mỹ. Thì theo thông tin thì Vĩnh Hoàn và Namico sẽ không chịu cái thuế chống bán phá giá cá tra và cá tra vào thị trường Mỹ nữa. Thì liên quan tới cái việc mà Mỹ có những cái cuộc điều tra về việc bán cá tra của Việt Nam vào thị trường Mỹ, thì cái vấn đề này thì nó cũng rất là lâu rồi, đâu đó từ những năm hình như là 2000 mấy á, khi mà cái lượng xuất khẩu cá tra của Việt Nam chúng ta vào cái thị trường Mỹ tăng lên rất là cao, và đặc biệt là với cái điều kiện thuận lợi của chúng ta thì cái việc nuôi cá giá cái giá cá tra của chúng ta nuôi nuôi trồng á thì nó rất là thấp, và khi chúng ta xuất khẩu sang cái thị trường Mỹ thì giá nó cũng thấp đột biến. Thì ở bên Mỹ người ta cứ cho rằng chúng ta đang phá giá để mà chiếm lĩnh thị trường. Do đó thì Bộ Thương mại Mỹ thì họ đã bắt đầu cái cuộc cái công cuộc rà soát cái giá cái phá giá cá tra của Việt Nam, và họ tiến hành trong rất là nhiều năm. Thì cái kết quả cuối cùng thì là vào cuộc điều tra lần thứ 16 là vừa mới được công bố vào ngày hôm qua. Thì đây đây họ, kết quả này cũng khá là tích cực cho những cái doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là BHC và ANV. Thì mình có cái thông tin, mình có thể cập nhật thêm những cái thông tin về 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 hai cái cổ phiếu này, cũng như là cái việc mà Mỹ không có Mỹ Mỹ không có đánh
đánh đánh đánh thuế thuế vào hai cái loại cá tra vào của ANV và VHC thì nó có tác động tích cực như thế nào tới hai cái doanh nghiệp này không nhỉ? À, thực ra thì đối với chúng ta thấy rằng là đối với VHC thì trong nhiều năm là đều duy trì được cái mức thuế đều là 0%, có nghĩa là có thể thấy rằng là đây là một cái sự thuận lợi của VHC khi mà họ và Mỹ vẫn là một cái thị trường xuất khẩu chủ lực của VHC, cũng chiếm tới 30% doanh thu của VHC rồi. Nên là chính vì thế mà cái này nó sẽ tác động tích cực nhất đối với là VHC, nhưng riêng có là ANV là một cái doanh nghiệp nhạy cảm, bởi vì trong trong cái lần trước á, là theo cái kết quả sơ bộ điều tra của Mỹ là trong cái phần mà bill trong cái phần rà soát phía của Bộ Thương mại Mỹ á, thì có đã áp thuế lên trên ANV rồi, nhưng mà lần này thì nó lại một cái thông tin tích cực cho ANV nhé. Đấy, đối với VHC thì không có gì tiếng không có gì thay đổi đáng kể cả, bởi vì bản thân là kể từ năm 2012 cho đến nay là hầu như là đều có mức thuế là 0% đối với VHC cả. Còn đối với ANV thì chỉ có lần này thì lại 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 là tốt tốt nhất cho ANV, là vì Mỹ đã đưa từ mức mức thuế suất là 0.69% xuống còn 0%. Thì với cái việc như vậy chúng ta biết là cái thị trường truyền thống ban đầu của ANV là cái thị trường của Mỹ. Đấy, nhưng mà do bắt đầu là kể từ 2011 là ANV đã bị áp thuế rồi. Đấy, cho nên là chính vì thế mà họ họ bắt đầu là họ triển khai cấu trúc lại cái việc mà xuất khẩu của mình, và chính vì thế mà họ dịch chuyển sang những cái thị trường khác, những cái thị trường dễ tính hơn, trong đó là có thị trường Trung Quốc. Đấy, thì đối với VHC và ANV là hai cái doanh nghiệp mà tôi phải nói là hưởng lợi tích cực nhất so với những cái doanh nghiệp khác. Như chúng ta thấy là trong cái kết quả điều tra sơ bộ của Bộ Công Thương Mỹ ấy, thì chúng tôi có để cái thay bồ cái phần thông tin kế bên, các anh chị có thể thấy rằng là có thể là VHC và ANV thì hầu như là hai cái doanh nghiệp mà đang có cái mức thuế sắp thuế thuế suất trong bán phá giá thấp nhất so với đặc biệt là VHC là gần như không bị kể từ 2012 cho đến nay rồi. Đấy, thì có thể cho nên là chính vì thế mà Vĩnh Hoàng và ANV trong những cái năm gần đây là họ rất là tuân thủ, và thậm chí là họ luôn luôn là gọi là chúng tôi gọi là họ luôn luôn là đối chấp lại với Bộ Thương mại Mỹ nhằm bảo vệ cái các mặt hàng của mình tại thị trường Mỹ. Bởi vì trong những cái năm vừa qua thì chúng ta thấy là bắt đầu kể từ năm 2017 2018 á, thì ANV đã bắt đầu dịch chuyển quay trở lại thị trường Mỹ rồi. Cho nên là chính vì thế mà họ rất coi trọng cái vấn đề này. Và cái tình hình 5 tháng đầu năm vừa qua chúng ta thấy là VHC vẫn duy trì được cái mức xuất khẩu sang sang thị trường Mỹ rất là tốt, và ANV cũng đang tăng dần cái sự hiện diện của mình quay trở lại thị trường Mỹ trong nhiều năm vắng mặt. Đối với ANV thì đối với cái thị trường Mỹ á, thì ngày xưa thì họ đa phần là họ 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 không tập trung vào việc đẩy mạnh cái gross margin, tức là đẩy mạnh cái biên lợi nhuận khi mà xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Nhưng mà vì họ một cái vấn đề là họ quay những cái thị trường tôi gọi là những cái thị trường rẻ và dễ tính như Trung Quốc á, thì cái gross margin nó rất là thấp, là khiến cho cái tình hình tăng trưởng của ANV nó không cải thiện được. Mặc dù là có sự thay đổi về những cái thị trường khác, nó chỉ là tăng nóng thôi, sau đó là ngay lập tức là hạ nhiệt ngay. Tăng nóng nhất là chúng ta thấy là năm 20 tôi nhớ không lầm là ngày năm 2016 2017, đó là cái thời điểm tăng nóng nhất. Thì do một phần là cái những cái thị trường khác khó, nhưng mà đối với Trung Quốc thì lại tiêu thụ rất mạnh là cái mặt hàng thủy sản của chúng ta. Nhưng mà khổ nổi là mấy ông Trung Quốc đó là ông có cái thị trường nội địa cũng rất là khủng. Khi mà thấy Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vào những cái cá tra mạnh như vậy, thì cho nên là những ông nội địa lại bắt đầu là học học theo và bắt đầu là cải thiện cái nguồn tiêu thụ trong nước đấy, nguồn nguồn cung trong nước. Cho nên là chính vì thế ANV bây giờ cũng thấy là cái thị trường Trung Quốc cũng không dễ rồi, cũng khó cạnh tranh hơn rồi, mà thật ra là khó cạnh tranh vì khó cạnh tranh về giá. Nên là các ông mới bắt đầu là dịch chuyển sang những cái thị trường khác, thị trường như trong đó là quay trở lại thị trường Mỹ và nhắm đến cái kế tiếp là EU. Nhưng mà EU thì cũng 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 hơi khó, vì cũng vào EU thì cũng lắm cái đối thủ cạnh tranh mà riêng Việt Nam mà cũng đã gặp phải rồi. Nên là về bản thân là ANV thì hiện tại là sẽ nhắm đến cái thị trường Mỹ nhiều nhất, và trong thời gian vừa qua thì họ cũng đang đầu tư vào cái một cái lĩnh vực mới mà về Vĩnh Hoàng cũng đã triển khai, đó là collagen. Đấy, thì tuy nhiên là cái chưa biết cái mức kỳ vọng nó sẽ như thế nào và thực tế ra làm sao thì chúng ta chưa biết cái vấn đề này. Chúng ta cứ tiếp tục theo dõi. Đối với tuy nhiên là chúng ta cũng có thể chúng tôi cũng xin bình luận một số hai cái cổ phiếu VHC và ANV. Thì nếu mà xuất khẩu sang thị trường Mỹ thì VHC và ANV thì như lần trước chúng tôi đã có chia sẻ, thì đây là hai cái doanh nghiệp mà có cái tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường Mỹ lớn nhất của Việt Nam. Và đối với ANV thì trong thời gian vừa qua thì nhờ cái việc mà cái duy
đạt được cái mức thuế chống bán phá giá về 0% á, thì đây điều này nó đã giúp cho ANV có cái sức bật tăng trong thời gian vừa qua khá là tốt. Và như bây giờ tôi có thể thấy rằng là trong cái diễn biến giá trong trong những cái phiên gần đây, thì đặc biệt là phiên giao dịch ngày hôm qua, thì ANV với cái thông tin này thì đã giúp cho ANV có một cái sức bật tăng trần, và kèm theo đó là cái thanh khoản tăng rất là mạnh. Và bắt đầu kể từ đầu tháng 7 cho đến nay thì cái mức độ thanh khoản của ANV đã tăng lên đáng kể, có thể chúng tôi nhận thấy là có thể nó phản ánh được từ cái thông tin này. Một cái điểm ở đây chúng tôi xin lưu ý là cái mức stock rating hiện tại của ANV đang ở mức là 81 điểm, nhưng mà cái điểm cơ bản của cổ phiếu này vẫn đang dưới mức 80. Trước mắt là chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi về cái thông tin là quý 2 sắp tới thì xem được cái tình hình tăng trưởng của ANV có sự cải thiện hay không. Nhưng mà về cơ bản chung thì chúng tôi thấy rằng là cái điểm cơ bản hiện tại của cổ phiếu này vẫn còn đang thấp. Cho nên là mức tăng trưởng và cái giá cổ phiếu của ANV thì sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái diễn biến xu hướng giá của cổ phiếu đó, có nghĩa là phụ thuộc vào mặt yếu tố về mặt technical, về phân tích kỹ thuật hơn là phụ thuộc vào cái điểm cơ bản. Đồ thị giá của ANV hiện tại là đã xác lập mức cao nhất 52 tuần, và hiện tại là đang bước vào cái xu chờ cái chúng tôi gọi là cái chu kỳ tăng cuối cùng của cái cổ phiếu này, và đặc biệt và cái vùng giá mục tiêu kỳ vọng trong ngắn hạn ANV có thể hướng đến là vùng 37.500 đến 38.780. Thì đây là cái vùng giá mà những nhà đầu tư mà chúng ta đang những nhà đầu tư ngắn hạn mà chúng ta đang đang nắm giữ cổ phiếu này, thì chúng ta có thể chú ý vào cái vùng giá mục tiêu này để chúng ta có thể cân nhắc cái việc mà take profit đối với cái cổ phiếu đã mà đối với những nhà đầu tư mà chúng ta đã mở ra cái vị thế mua trước đó. Đặc biệt nhất là trong cái thời gian tới, thì vì chúng tôi cũng xin lưu ý là cái cổ phiếu này lên yếu tố hồi phục mạnh nhờ cái sự nhờ 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 cái diễn biến giá vừa qua cái cải thiện được cái điểm tăng trưởng của mình, cho nên là cái chúng ta cần phải quan sát kỹ vào cái sức mạnh giá khi mà nó rơi vào cái vùng giá là 98 đến 99, thì đấy là cái vùng mà chúng ta cần phải thận trọng cho cái việc giải ngân mới, hoặc là chúng ta cũng có nên thể cân nhắc là chốt lời một phần tỷ trọng mà chúng ta đã nắm giữ trước đó. Đối với VHC thì cái điểm tích cực hơn ở chỗ là cái điểm cơ bản của VHC rất là cao. Có thể thể hiện rõ đây là một cái cổ phiếu luôn dẫn đầu trong ngành, do họ đã cải thiện cái gross margin của họ trong nhiều năm gần đây, thì chính vì thế mà VHC chúng ta thấy cái điểm cơ bản của VHC rất là cao. Nhưng mà riêng đối với VHC thì cái nhược điểm ngược lại đối với VHC nó lại không bằng ANV, đó là chúng ta thấy là cái điểm về sức mạnh giá của VHC thì lại rất là thấp, có nghĩa là hai cái cổ phiếu này cùng chúng ta thấy là cái nó gọi là bù trừ cho nhau. Đối với ANV thì cái điểm cơ bản không cao, nhưng mà ngược lại là cái tính chất đầu cơ của cái cổ phiếu này nó lại khá hơn, nó lại lớn hơn so với VHC. Có nghĩa là ANV thì nó phù hợp với những nhà đầu tư mà chúng ta ưa thích lướt sóng hoặc là chúng ta nắm giữ mua bán ngắn hạn, còn đối với VHC thì nó lại phù hợp với những nhà đầu tư mà chúng ta có cái độ đầu tư ổn định hơn, có nghĩa là và thuần về cơ bản, cho nên là đối với cổ phiếu này thì nó lại phù hợp cho những nhà đầu tư có cái độ rủi ro thấp hơn, có mức độ rủi ro chấp nhận thấp hơn so với thị trường. Cho nên là đây là cái cổ cho nên là đối với những cái cổ phiếu này á, thì về quan điểm trong trong xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này thì chúng tôi vẫn đánh giá ở mức trung tính. Và điểm tiêu cực là hiện tại là cái sức mạnh giá của VHC vẫn còn đang ở mức thấp dưới dưới mức 80, cho nên là chính vì thế mà trong ngắn hạn thì chúng tôi vẫn khuyến nghị các anh chị chúng ta chỉ nên nắm giữ cái cổ phiếu này với cái tỷ trọng thấp thôi. Trong cái diễn biến giá hiện tại thì về phân tích về diễn biến giá thì hiện nay là chúng tôi cũng nhận thấy rằng là trong ngắn hạn thì VHC cũng đang bước vào cái mô hình sóng tăng cuối cùng của cái cổ phiếu này, với cái với cái mục mục mức mục tiêu kỳ vọng trong trong ngắn là đâu đó là cái vùng giá 48, tức là cái vùng đỉnh cũ, tức là tương đối khá là sát. Cho nên là trong ngắn hạn thì về quan điểm của chúng tôi thì chúng ta chỉ nên quan sát về cái cổ phiếu này thôi, cho đến khi mà chúng ta có cái điểm mua mới được xác nhận. Đồng thời những nhà đầu tư mà trung hạn thì chúng ta vẫn có thể giữ cái vị thế chiến lược là nắm giữ mua và nắm giữ đối với cổ phiếu này, nhưng mà xin lưu ý rằng là chúng ta chỉ nên nắm giữ dưới mức tỷ trọng thấp là dưới 10%. Cảm ơn Minh đã chia sẻ rất là chi tiết về hai cái cổ phiếu mà có cái thông tin tích cực trong ngày hôm qua, đó là ANV và VHC. Thì tiếp theo về một cái phần danh mục khuyến nghị ngắn hạn thì Minh có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư về những cái cổ phiếu trong cái danh mục khuyến nghị ngắn hạn trong phiên ngày hôm qua, tại vì hình như là chúng ta có cái khuyến nghị bán cho cổ phiếu Hasako trong phiên ngày hôm qua thì phải thì Minh có thể update Đúng thêm. OK, đúng rồi. Về về danh mục khuyến nghị trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là những cái phiên gần đây như tôi đã nói rất là nhiều lần là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu rất là khó, khả năng lỗ nó sẽ luôn luôn xảy ra.
À, bởi vì giai đoạn này chúng ta không có không không có tự tin như giai đoạn trước nữa, chúng ta không không tự tin lắm về cái giai đoạn trước. Chúng ta là giai đoạn trước thì giải ngân cái gì cũng dễ, cũng có rất là nhiều cái cổ phiếu hàng ngày để chúng ta giải ngân, nhưng mà giai đoạn này chúng ta rất là khó để tìm ra một cái cổ phiếu để chúng ta có thể cân nhắc được. Thì với cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì Hasco đã vi phạm cái mức trailing stop, tức là cái mức dừng lỗ của chúng ta, của chúng tôi đưa ra là vùng giá 23.740 đồng, nhưng mà trong khi đó là thị giá đã sụt giảm dưới cái mức này, có nghĩa là có nghĩa là cái tín hiệu bán đã được hình thành trong phiên giao dịch ngày hôm qua, và do đó là chính chính vì thế mà chúng tôi khuyến nghị cái nhà đầu tư chúng ta có thể cân nhắc là bán cắt lỗ đối với cái cổ phiếu này, và loại ra, và đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ loại cái cổ phiếu này ra khỏi danh mục theo dõi trong ngắn hạn. Ngoài ra thì chúng tôi vẫn tiếp tục nắm giữ những cái cổ phiếu đã mở ra trước đó, mặc dù là đối với cái cổ phiếu Hasco đang ghi nhận là mức lỗ là 8.56%, nhưng mà hầu như là tất cả các cổ phiếu đưa ra khuyến nghị trước đó thì chúng tôi đều đặt mức sinh lời dương cả. Hiện nay là chúng tôi đang có một số cái cổ phiếu vẫn đang trong cái gọi là màu đỏ, nó không được tốt trong cái danh mục, đó là DigiWorld là một, hai là cái cổ phiếu TIB tiếp, và ba là cái cổ phiếu gần phiên khuyến nghị vào ngày hôm qua, đó là cổ phiếu HD Bank. Nhưng mà hầu như là ta nhưng mà với những cái tuy nhiên là với những cái cổ phiếu hiện nay lỗ thì vẫn đang duy trì mức lỗ nhẹ. Về cơ bản chung thì tổng tổng quan chung cái danh mục khuyến nghị của chúng tôi thì đều đạt mức sinh lời dương. Đó là cái về cơ bản chung thì cái danh mục của chúng tôi cũng chưa có những cái rủi ro đáng ngại trong ngắn hạn. Cảm ơn Minh đã chia sẻ cho quý nhà đầu tư về cái danh mục khuyến nghị ngắn hạn của nhà dân đa Việt Nam. Tiếp theo sẽ đến cái phần về trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Thì trước khi để dành thời gian cho quý nhà đầu tư đặt thêm câu hỏi thì tôi cũng xin giới thiệu một số cái sản phẩm của dân ta Việt Nam đã triển khai trong từ từ hơn 2 năm gần đây. Một số cái sản phẩm ví dụ như là YS Radar mình đã chia sẻ trên màn hình, đó cái sản phẩm một trong những cái sản phẩm đầu tay hỗ trợ cho quý nhà đầu tư. Ngoài ra thì trong năm 2021 thì chúng tôi cũng triển khai khá là nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là YS Edu. YS Edu thì có thể là dành cho phù hợp với những cái nhà đầu những anh chị nhà đầu tư F0, hoặc là thì chúng ta có thể là chưa hiểu rõ về thị trường chứng khoán, hoặc bản thân chúng ta là những cái nhà chuyên ngành của chúng ta không phải là chuyên ngành về kinh tế chẳng hạn, những cái kiến thức về kinh tế của chúng ta cũng có hạn hẹp. Do đó thì quý nhà đầu tư có thể là tham gia có thể là xem những cái khóa học của chúng tôi ở trên YS Edu. Còn YS Radar thì chúng tôi có triển khai YS Edu là chúng tôi có triển khai cho tất cả các quý nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư chưa mở tài khoản tại Yuanta. Còn đối với YS Radar thì chúng tôi tập trung dành sử dụng cho những cái ưu tiên cho những cái khách hàng của Yuanta. Ngoài ra thì với những cái khách hàng nào mà chưa có tài khoản của Yuanta thì chúng ta có thể sử dụng trial, gọi là sử dụng thử trong vòng 1 tháng. Thêm vào đó là những cái sản phẩm mới của chúng tôi vừa mới triển khai, ví dụ như là kênh Telegram Channel, thì cái đó thì chúng tôi triển khai cho tất cả các quý nhà đầu tư. Thì trên kênh Telegram thì chúng tôi sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất về thị trường cho quý nhà đầu tư. Ngoài ra thì gần đây nhất thì chúng tôi có triển khai cái WSRU, đó là WSURIS, là cái dạng chatbot trên trên Telegram. Thì nó sẽ là chúng tôi gọi nó là môi giới số, tại vì khi mà quý nhà đầu tư đang cần những cái thông tin gì về cổ phiếu, về thị trường thì quý nhà đầu tư chỉ cần viết những cái câu cú pháp ở trên WSURI thì chatbot của chúng tôi sẽ có những cái câu trả lời rất là cập nhật cho quý nhà đầu tư. Thì quý nhà đầu tư có thể tham khảo trên trên WSURI. Tuy nhiên là WSURI thì chúng tôi chỉ ưu tiên dành cho những khách hàng đã có tài khoản tại Yuanta mà thôi. Đấy, thì mình cũng đang chia sẻ cái YS trên màn hình cho quý nhà đầu tư đó. Ví dụ như chúng ta quan tâm đến cái cổ phiếu Vinamilk thì chỉ cần chúng ta gõ Vinamilk thì chatbot YS sẽ cung cấp những cái thông tin về cái cổ phiếu Vinamilk, cũng như là cho quý nhà đầu tư có những cái nhận định là chúng ta nên quan sát, nên mua, nên bán như thế nào hạn, thì nó rất là nhanh. Thì cái YSURI này chúng tôi nhận được phản hồi rất là tích cực từ cái phía những cái nhà đầu tư đã sử dụng cái công cụ này. Quay trở lại về cái phần tiếp theo, là quay trở về cái phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư, thì ở đây tôi cũng nhận được một số cái câu trả lời, thì chắc là Minh sẽ hỗ trợ trả lời một số câu hỏi cho các quý nhà đầu tư ha. Ok Hiền. Đầu tiên là anh Lê Văn Trọng có xin tư vấn xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu SHB, một cổ phiếu ngân hàng SHB. Ok Hiền. Đối với sẵn tiện thì tôi cũng sâu cho các anh chị thấy là về cái quá Uri, trước khi mà tôi trả lời câu hỏi về cái xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu SHB
Thì trong cái khóa series vừa rồi thì chúng tôi có cập nhật thêm một cái tính năng mới mà chắc có lẽ là quý nhà đầu tư nếu mà chúng ta theo dõi cái bản tin của chúng tôi hoặc là có sử dụng thường xuyên khóa series ấy, thì chúng ta sẽ thấy được thêm một cái tính năng mới trong cái phần mà tính năng thị trường của khóa series. Thì chúng ta thấy là đối với khóa series ấy, thì để mà chúng ta biết những cái thông tin về thị trường hoặc là những cái thông tin về cái chiến lược giao dịch như thế nào và những cái cổ phiếu cần phải chú ý mua bán thì chúng ta có thể sạch theo cái cú pháp đó là xoẹt mắc kịch đấy, nhưng mà các anh chị chỉ cần bấm nút xoẹt một phát là chúng ta Wisuri sẽ đưa ra một số cái tham khảo về cú pháp này, là cứ chọn một cái đơn giản rồi như vậy thì nó sẽ ra cái bốn tính năng, trong đó có một cái tính năng chúng tôi mới vừa cập nhật cho các anh chị có thể theo dõi đó là cổ phiếu nóng. Cổ phiếu nóng tức là những cái cổ phiếu có cái tính biến động mạnh trong phiên mạnh trong cái phiên trước đó, và chúng tôi sẽ có những cái bình luận từ những cái chuyên gia về phân tích kỹ thuật để chúng ta có thể dự đoán được cái hoặc là chúng ta nhận biết được cái xu hướng của cái diễn biến giá của cổ phiếu đó và cái vùng cảnh báo kháng cự ngắn hạn gì đó, các anh chị có thể sẽ theo dõi được hết tất cả những thông tin này thì bằng cách là chúng ta cứ nhấn vào cái tính năng là cổ phiếu nóng. Và như vậy thì với cái phiên cổ phiếu nóng ngày 30 tháng 6 vừa qua thì chúng tôi có ba cổ phiếu để có thể đánh giá về ba cái cổ phiếu này, thì khi mà chúng ta nhấn vào một cái cổ phiếu bất kỳ thì nó sẽ hiện ra một cái chart mà chúng tôi đã có phần bình luận ở trong cái chart đó trên 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 cái biểu đồ. Đấy, như vậy trên cái biểu đồ này thì cái này nó khá là thuần túy và phân tích kỹ thuật trên cho nên là rất là phù hợp với những anh chị nào mà chúng ta lướt sóng, chúng ta mua cái chúng tôi gọi là cái chiến lược là swing trading ấy, thì nó sẽ rất là phù hợp với các anh chị nếu mà có cái cách đầu tư này. Đấy, thì rồi cổ phiếu thứ ví dụ như chúng ta muốn xem cái cổ phiếu thứ hai, chúng ta cứ chỉ việc là bắt về và sau đó xem những cái cổ phiếu còn lại, ví dụ như Long Hậu đi chẳng hạn. À, thì đây là cái cũng cũng là một cái cổ phiếu biến động rất là mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua, thì chúng ta cứ click vào và chúng ta sẽ thấy được cái thông tin, một số cái thông tin một số cái bình luận từ các chuyên viên của chúng tôi. Đây là những cái chuyên viên phân tích kỹ thuật của chúng tôi để có thể hỗ trợ các anh chị trong cái vấn đề là nhận định được cái xu hướng và cũng như cái biến động ngắn trong phiên, để các anh chị có đây cũng là một cái kênh tham khảo. Đấy, thì đây là một số cái cổ phiếu nóng mà chúng tôi cái hệ thống của chúng tôi sẽ tự động pick ra. Và như vậy sau khi mà có những cái biết ra từ những cái từ những cái hệ thống như vậy thì chúng tôi sẽ có những cái bình luận trên cái biểu đồ như vậy. Đấy. Rồi chúng ta quay trở lại về cái câu hỏi là cái cổ phiếu SHB. Đơn giản là tôi sẽ hỏi qua Suri là một cái cách ngắn gọn nhất để thứ nhất là chúng ta muốn biết được cái xu hướng của cổ phiếu đó. Vậy thì với qua Suri thì sẽ trả lời cho các anh chị bằng cách là chúng ta gõ một cái ký tự mã cổ phiếu SHB. Thì chúng ta sẽ thấy là Wisely đang nhận định cái xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu SHB là giảm, có nghĩa là cái xu hướng vẫn đang là cái xu hướng giảm nha các anh chị, vẫn chưa có những cái dấu hiệu kết thúc về cái xu hướng giảm này. Đấy. Do đó là chính vì thế mà chúng tôi cũng xin lưu ý là trong trong ngắn hạn thì chúng ta cũng 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 cần phải thận trọng, tức là về ngắn hạn thì vẫn là giảm, cho nên là nếu anh chị nào mà đang nắm giữ cái cổ phiếu này thì Wisely đang khuyến nghị là chúng ta nên bán và quan sát cổ phiếu SHB. Đó là cái khuyến nghị cho đến khi nào mà cái tín hiệu mới mua được xác lập ở đây hoặc là cái xu hướng ngắn hạn đã chiều tăng trở lại. Đó là cái trả lời nhanh nhất và ngắn gọn nhất cho các anh chị mà muốn tham khảo. Chúng ta muốn xem chi tiết về cái cổ phiếu này thì chúng ta cứ nhấn vào cái mục là chi tiết doanh nghiệp hoặc là chúng ta muốn biết tin tức doanh nghiệp như thế này thì chúng ta cứ nhấn vào tin tức doanh nghiệp thì Wisely sẽ trích cái nguồn thông tin ra cho các anh chị biết là cái thông tin nào gần nhất của cái cổ phiếu SHB này. Ví dụ như là gần nhất là nó có cái thông tin liên quan đến cái việc mà chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của SHB và sắp tới là cái lượng này nó quay về và một số cái thông tin phân tích vân vân. Rồi chúng ta muốn biết chi tiết doanh nghiệp cổ phiếu này thì chúng ta cứ nhấn vào và nó sẽ ra một cái trang radar qua radar của chúng tôi về cái cổ phiếu SHB. Đấy. Đó là trả lời về cái câu bạn trả lời cho cái câu hỏi là cổ phiếu SHB đúng không ạ? Rồi cảm ơn Minh. Tiếp theo một bạn bạn Phát Lương thì bạn có nhờ là phân tích giúp em chiều giữ DTD DTB DTD cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp đúng không? Như là sở hữu khu công nghiệp Đồng Văn 3 thì phải. Đúng rồi. Ok, chiều giữ cổ phiếu DTD đúng ạ. Rồi, chiều giữ cổ phiếu DTD. Thật ra hình như tôi nhớ không lầm là trước đó thì chúng ta cũng có khuyến nghị về cái cổ phiếu này. Tuy nhiên là gần đây thì DTD đã xác lập xu hướng giảm trở lại. Ví dụ như chúng ta cứ gõ vào cái cổ phiếu DTD đơn giản nhất. Nếu bạn đang còn nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta cứ gõ DTD để chúng ta xem thử là Wisely đang khuyến nghị chúng ta làm cái chiến lược là như thế nào.
thì hiện tại DTD đang là trong cái xu hướng giảm, có nghĩa là đã xác lập xu hướng giảm rồi. Đấy, vậy thì cái với cái xu hướng giảm này rõ ràng là Uri đang khuyến nghị cho chúng ta là chúng ta nên xem xét và bán và quan sát về cái đà giảm trong ngắn hạn nó vẫn còn, cho nên là trong ngắn hạn thì quá Uri đang khuyến nghị các anh chị là chúng ta nên 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 bán cái cổ phiếu này ra. Thì đó là cái khuyến nghị của Uri để chúng ta xem thử là cái tình hình cơ bản và mọi thứ của cổ phiếu này nó đang như thế nào nhé. Rồi, đối với DTD thì chúng ta thấy là cái trạng thái cái stock picking khá là tích cực ở đây. Tuy nhiên là rõ ràng là cái câu chuyện là do cái xu hướng ngắn hạn vẫn đang là mức giảm và đã xác lập trước đó rồi. Nếu các anh chị có theo dõi cái thường xuyên cái những cái bản tin Money Note của chúng tôi thì chúng tôi hình như đã có cảnh báo cái khuyến nghị là chúng ta nên thoát ra khỏi cổ phiếu này từ những cái phiên trước rồi. Đấy. Cho nên là về cơ bản chung là chúng ta chưa có điểm mua mới quay trở lại. Cho nên là nếu mà bạn đang nắm giữ cổ phiếu DTD theo chiều giữ ấy, thì về cơ bản chung thì chúng tôi cho rằng là tạm thời là chúng ta nên bán các lỗ ra trong 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 ngắn hạn đối với cổ phiếu này, và chúng ta cơ cấu sang cái cổ phiếu khác. Còn nếu trong trường hợp như thế này, liệu chúng ta có thể nắm nắm giữ, tức là bạn đặt cái vị thế là giả sử như trong trường hợp mà chúng ta đang rơi vào cái trạng thái là chúng ta muốn nắm giữ trở lại cổ phiếu này mà không muốn cắt lỗ, thì liệu có nắm giữ được hay không, có chết hay không? Đấy, tôi hỏi một cái, nói chung là nói một cái câu đơn giản là có chết hay không, thì tôi cho rằng là sẽ không. Cái thứ nhất là cái do cái hiện nay là về cơ bản chung thì cái hệ thống của chúng tôi đang đánh giá tích cực về cái tình hình tăng trưởng của cổ phiếu này, có nghĩa rằng là cái khả năng quay trở lại cái vùng giá mà bạn mua là khá cao. Cho nên là trong cho nên là chúng tôi cũng cho rằng là trong trung và dài hạn thì đối với cổ phiếu này cũng không chưa có những cái rủi ro đáng kể, ít nhất là đến cái quý 2 xem tình hình như thế nào, nhưng mà hiện tại là chúng ta chưa 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 thấy những cái rủi ro này, cho nên là về cơ bản chung là chúng tôi sẽ cho rằng là không 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 có vấn đề rủi ro lớn. Nhưng mà trong ngắn hạn chúng tôi xin lưu ý là đối với những nhà đầu tư ngắn hạn thì chúng ta thường xuyên mua bán sóng ra vào đấy, thì chúng tôi cho rằng là cái hiện nay là chúng ta nên cân nhắc là bán ra và chúng ta cơ cấu sang cho cái cổ phiếu khác. Không 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 nên giữ cái vị thế nắm giữ trở lại trong ngắn hạn. Cảm ơn Minh đã chia sẻ về DTB cho bạn Lương. Thực sự là DTD thì nếu mà nói về cơ bản thì nó cũng là một cổ phiếu khá là tốt, nhất là khi mà cái kết quả kinh doanh cũng như điểm cơ bản của doanh nghiệp khi mà có kết quả kinh doanh quý 1 thì cũng khá là khả quan. Tuy nhiên là như như Minh có chia sẻ là về cái gọi là đối với những cái nhà đầu tư mà lướt sóng ngắn hạn đó, thì cái sức mạnh giá của cổ phiếu nó cũng đang bắt đầu bị rớt về, nên là nếu nhà nhà đầu tư nào mà gọi là nắm giữ theo kiểu muốn lướt sóng ngắn hạn thì cũng nên xem xét là bán ra, đúng không? Còn đối với những nhà đầu tư mà nếu mà dài hạn thì chúng ta có thể cân nhắc thêm. Tiếp theo là về cũng bạn bạn Phát Lương bạn hỏi thêm một cái cổ phiếu chiều giữ cổ phiếu BSR, Hóa Long Dầu Bình Sơn. BR đúng À, không? đúng rồi. BR thì tôi đã nói rất là nhiều lần trong thời gian vừa qua rồi. Chúng ta có thể thấy là cái điểm cơ bản của BR cực kỳ thấp luôn. Nó không cao, nó không cao, và một mặt chúng ta nhìn vào mấy cái chỉ số và định giá thì đơn giản là đơn thuần chúng ta thấy là cái mức BE và cả cả tất cả những cái tiêu chí về định giá hầu như là BSR đều rất cao. Hay nó tóm lại là nó đắt. Đấy, nó đơn giản như vậy là nó khá là đắt so với cái mặt bằng chung của ngành sản xuất dầu khí ấy. Nguyên nhân là phần nào thì nguyên nhân là phần lớn là do họ bị lỗ lũy kế thôi. Những cái năm trước họ hầu như là đều lỗ cả, và đa phần cái mức lãi trở lại của Bình Sơn thì nó từ những cái khoản khác chứ không phải là đến từ cái mảng core chính của Bình Sơn. Và vừa qua thì quý 1 thì cũng một phần là do cái giá dầu tăng lại, cho nên là cũng tích cực hơn. Đấy, thì về cơ bản vậy thì cứ theo 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 chiều giữ thì như thế nào, thì thật ra thì giai đoạn này đối với Bình Sơn cho đến khi mà tình hình chúng tôi cũng phải xem xét đánh giá lại cái quý 2 như thế nào. Nhưng mà hiện tại là do cái điểm cơ bản vẫn còn thấp như thế này, cho nên là chúng tôi đánh giá và cái tính chất đầu cơ của cổ phiếu này cao hơn so với việc mà chúng ta lựa chọn một cái cổ phiếu mua nắm giữ với cái tình hình cơ bản ổn và tích cực. Nhưng mà đối với cái mức điểm cơ bản thấp như thế này thì chúng tôi không khuyến khích đối với cổ phiếu này. Đó là quan điểm của chúng tôi. Còn đối với chiều chiến lược lướt sóng thì hiện nay là cái điểm tích cực nhất chúng ta thấy rằng là cái sức mạnh giá của Bình Sơn rất là cao, 92 điểm, bởi vì chúng ta biết là cơ bản nó không cao, mà muốn cái stock rating nó cải thiện thì rõ ràng là nó phải đến từ giá, mà giá thì chủ yếu là cái tính chất là biến động giá xu hướng tăng lên này nọ thì nó sẽ có cái tính chất về về đầu cơ nó cao hơn so với mang dáng vóc của một cổ phiếu tăng trưởng cơ bản. Đó là cái chúng tôi cũng xin lưu ý. Vậy thì có nghĩa rằng là nó lên bằng yếu tố nào thì chúng ta cũng phải phân tích từ cái yếu tố đó để xem thử là liệu cái
cái đà tăng của Bình Sơn có còn tiếp tục diễn ra nữa hay không hay là dừng rồi đấy. Thì để nhìn được cái điều này á, thì đơn giản nhất là chúng ta cứ nhìn vào một số cái tính chất biến động của Bình Sơn. Về trong ngắn hạn thì chúng tôi vẫn giữ là về trong hệ to trong cái hệ thống xu hướng, chúng tôi vẫn đang đánh giá là cái xu hướng tăng của cổ phiếu Bình Sơn, nhưng lưu ý là liệu còn tăng nữa hay không á, thì chúng tôi cũng xin một số cái bình luận như thế này. Hiện nay chúng tôi theo quan sát của chúng tôi thì có một số cái dấu hiệu phân kỳ đang 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 xảy ra, có nghĩa là cái độ rủi ro của cổ phiếu này nó đang có cái chiều hướng tăng lên. Chúng ta thấy là giá thì chúng ta thấy là vẫn đang đi lên chứ chưa có gì cả, đúng không? Chúng ta chưa thấy được cái điều rủi ro, cái điểm rủi ro trước đó. Nhưng mà cái những số yếu tố nào ạ, đầu tiên là chúng ta thấy là nhìn là khối lượng thì lại có cái xu hướng là đi xuống, cái thứ nhất. Xung lực biến động cũng có cái xu hướng đi xuống, có nghĩa là một cái phân kỳ đang xảy ra ở đây đấy. Và trong lịch sử chúng ta cũng đã từng chứng kiến cái phân kỳ này rồi. Và dạ, ví dụ trước đó chúng ta thấy là giá đi lên, nhưng mà cái trạng thái phân kỳ nó đang lại xảy ra ở đây ở đối với cái chỉ báo RSI này. Tôi vẽ một cách đơn giản như thế thôi, nhìn thống kê thôi, thì chúng ta thấy là đúng không, thì đó trước đó cũng đã xảy ra một cái nhịp điều chỉnh hơi kéo, tức là hơi dài một chút xíu đối với Bình Sơn. Để rõ ràng là vậy, thì trong ngắn hạn chúng ta thấy là cái đà tăng nó đang gặp khó, nó đang gặp khó cả cái chiều là cái về về lượng và xung lực tăng giá của cổ phiếu này, nó đang có những cái dấu hiệu rủi ro như vậy. Thì với những cái dấu hiệu rủi ro này thì cơ bản chung thì chúng tôi cho rằng là nếu các anh chị đang nếu các anh chị nào mà đang mua vào cái cổ phiếu này, đang nắm giữ cái cổ phiếu này, thứ nhất là về mua vào á, thì chúng tôi cho rằng là chúng ta nên không nên mua vào. Đấy, về cơ bản là trong ngắn hạn chúng tôi đang nhận thấy là cái xu hướng ngắn hạn đang khó. Về liệu có nên bán ra hay không, thì về cơ bản chung thì chúng ta muốn bảo toàn cái lợi nhuận á, thì chúng tôi cho rằng là nên bán một phần đi. Cân nhắc là chúng tôi khuyến nghị là có thể bán một phần cái tỷ trọng mà chúng ta đang nắm giữ, và tốt nhất là tuyệt đối là không nên mua nha. Cái đó là cái lời khuyên của chúng tôi cho cái cổ phiếu Bình Sơn. Cảm ơn Minh đã chia sẻ rất là chi tiết cho bạn 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 Lương về cái cổ phiếu gần nhất là cổ phiếu BSR. Chắc là câu câu trả lời của Minh đã làm cho bạn ấy, chắc là bạn ấy sẽ hài lòng. Tiếp theo có bạn Hạ Hạ, bạn nhờ tư vấn về PAN, PAN và AFX. Hai cổ phiếu này đều là trong lĩnh vực nông nghiệp, thì bạn chắc là bạn đang đang quan tâm đến những cái mã nông nghiệp, thì mình có thể theo dõi giúp tư vấn giúp bạn về hai cái mã này, mặc dù là quan sát theo qua SaDa thì có vẻ như cũng cái điểm rating của hai cổ phiếu này vẫn không được quá tích cực cho lắm. Ok, sorry là lúc nãy giờ các anh chị nghe tiếng tin 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 á, thực ra là cái tiếng đó là cái mà sắp tới các anh chị sẽ nghe được rất là nhiều. Chúng tôi đang triển khai và đang test thử một cái tín hiệu notification cho cái việc mà bắn giá trong phiên, khi mà các anh chị đối với nó sẽ rất là hữu ích cho những cái các anh chị mà thường xuyên theo dõi về thị trường. Chúng ta mà chúng ta không không có thể follow hết được 1.700 mã, thì như vậy cái hệ thống của chúng tôi sẽ liên tục đưa ra cảnh báo những cái cổ phiếu nào mà tăng nóng. Tăng nóng ở đây là nó sẽ có hai yếu tố, là tăng nóng về giá, tăng nóng về khối lượng, khối lượng giao dịch tăng tăng nóng, hoặc là biến động mức cao nhất trong phiên, hay là trong 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 một năm, vân vân. Thì đó chúng tôi sẽ cảnh báo liên tục, tin tin lên điện thoại. Như vậy thì và chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho khách hàng của dân ta nha. Chúng tôi xin lưu ý, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho khách hàng của dân ta. Và với cái hệ thống này các anh chị sử dụng miễn phí, ở những nó sẽ đặc trưng hơn ở các hệ thống khác các anh chị khi mà sử dụng á, thì thứ nhất là về tốc độ đường truyền dữ liệu có thể nó sẽ không 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 nhanh, và truyền vào một cái platform, chúng tôi vẫn đang sử dụng cái platform cái nền tảng xã hội, mạng xã hội Telegram. Đây là một cái nền tảng mà chúng tôi cho rằng là cái tốc độ xử lý của Telegram là mạnh nhất, cho nên là chính vì thế mà chúng ta sẽ thấy là cái tốc độ truyền tin đó nó sẽ cực kỳ nhanh. Và như vậy thì các anh chị sẽ như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái tín hiệu trước những cái cổ phiếu khác của những cái nơi cung cấp khác đấy. Và chúng ta xin lưu ý, chúng ta sẽ cung cấp miễn phí cho khách hàng của dân ta. Như vậy thì nó sẽ rất là thuận lợi cho các anh chị, mà không phải chúng ta ngồi xem hết 1.000 cái bản điện 1.700 mã, chỉ cần chúng ta sử dụng một cái chúng ta chỉ cần sử dụng một cái Telegram là chúng ta đủ biết hết thông tin về thị trường nó đang bị biến chuyển như thế nào, cái cổ phiếu nào đang mạnh nhất, cổ phiếu nào đang yếu, hay là cổ phiếu nào cần phải cảnh báo, vân vân, thì chúng tôi đều có hết trong cái tin nhắn đó. Thì đối với những anh chị nào mà làm theo dõi thị trường thường xuyên, hoặc là các anh chị mà môi giới, thì nó lại rất là phù hợp. Ok, rồi thì chúng tôi sẽ quay trở lại về cái diễn biến của
phiếu ban và FX. cổ phiếu ban đúng không ạ? Đúng rồi. Cổ phiếu ban thì vừa rồi thì sau một cái chu kỳ mà tăng năm 2020, như tôi thấy là cái tình hình sau một cái chu kỳ tăng năm 2020 thì bây giờ đang yếu yếu lại rồi, có vẻ đang đang khá là kém lại. Đấy, chúng ta cứ kéo dòng kéo ra năm 2020 chúng ta xem. Đấy, đấy thì cũng như tôi dự đoán thôi, về cái năm 20 tình hình năm 2020 thì khá là khả quan, nhưng mà đến đến bây giờ thì tương đối khá là trầm, tôi gọi là khá là trầm. Đấy, thì về cơ bản thì chúng ta cũng không có cái gì đánh giá về cái cổ phiếu ban, hầu như là nguyên cái năm nguyên từ năm 2021, từ đầu năm 2021 đến nay giá toàn sideways không à, không có biến chuyển gì cả, cho nên là tôi thấy là cái sức mạnh giá của ban cũng thấp, chỉ có mức 53 thôi. Tổng quan chung cái stock rating là 72, có nghĩa là với cái mức này thì chúng ta cũng có thể nắm giữ được, nhưng mà chúng ta mua nắm giữ với tỷ trọng thấp thôi, về bởi vì cái lý do là do cái điểm cơ bản nó thấp, như nó kéo cái điểm stock rating nó thấp xuống mức trung tính. Với cái mức trung tính thì bao giờ cái chiến lược mà mua những cái cổ phiếu trung tính đó, thì nó chúng ta tức là những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là cái điểm stock rating nó màu vàng như thế này các anh chị, thì như vậy là những cái cổ phiếu này nó sẽ thường là theo kiểu là đi ngang hoặc là không tăng mấy đó, có nghĩa là phần lớn như là cái việc mà chúng ta nắm giữ là rất là chua, và khó mà có thể tiến tiến triển được cái xu hướng sắp tới của thị trường đấy. Rồi đó là cái về vậy thì có liệu có mua cổ phiếu này hay không thì quan điểm của tôi thì không nên nhé. Thứ nhất là vì cái điểm stock rating nó cũng cho thấy là cái nắm giữ cái cổ phiếu này thì nó không có tạo ra mức sinh lời tốt đâu, nên là về cơ bản chung thì chúng ta nên tập trung những cổ phiếu có cái màu xanh nó tươi đẹp hơn, tức là những cái cổ phiếu có cái stock rating trên 80, như vậy nó sẽ phù hợp hơn. Còn đối với những cái cổ phiếu này thì tốt nhất là chúng ta cứ quan sát đi, cho đến khi nào mà thứ nhất là về ngắn hạn thì chúng ta cũng chưa có điểm mua mới, ít nhất là chúng ta cứ chờ điểm mua mới xem, thì lúc đó cái stock rating nó có cải thiện hay không thì lúc đó chúng ta mới có hành động. Nếu mà cái điểm mua mới mà đồng thời cái stock rating mà trên 80 như vậy thì nó là một cái điểm mua tốt rồi. Đấy, còn nếu mà điểm mua mới nó hình thành ở đây nhưng mà cái stock rating nó vẫn đang là ở mức dưới 80, tức là nằm trong từ 70 cho đến 80 á, thì như vậy thì chúng ta cũng có thể mua được, nhưng mà chúng ta chỉ mua một cái tỷ trọng thấp thôi, bởi vì cái lúc đó là cái sức bền tăng của cái cổ phiếu nó sẽ không bền lắm đấy. Rồi, cổ phiếu thứ hai là FX, hình như là xuất nhập khẩu nông sản à, cũng liên quan đến nông sản đúng không ạ? FX thì thôi tốt nhất là không, bởi vì chúng ta thấy là cái điểm cơ bản nó đã thấp rồi, điểm cơ ví dụ như ban lúc nãy em thấy là điểm cơ bản nó còn cao, chứ còn điểm cơ bản của FX là thấp mà sức mạnh giá cũng thấp nữa. Tóm lại là thôi, chúng tôi vẫn khuyến nghị là chúng ta không nên không 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 nên lao vào cái cổ phiếu này, và khuyến cáo của tôi là chúng ta nên cân nhắc là thoát khỏi cái cổ phiếu này đi. Nếu mà khuyến nghị cho tôi, khuyến nghị vào vào ban hay hơn, chứ còn đối với AMC này chúng ta thấy là cái điểm cơ bản và cái sức mạnh giá thì hầu như là đều rất là thấp, rủi ro khá cao đấy, cái rủi ro cũng của cổ phiếu này cũng cao, cho nên về cơ bản chúng tôi không khuyến nghị về cái cổ phiếu này lắm, chưa kể là bên Úc nữa đấy. Ok, cảm ơn Minh đã tư vấn cho bạn Hạ hai cái cổ phiếu trong cái lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Thì vì cái thời lượng chương trình cũng gần hết, nhưng mà còn một câu hỏi thì sẽ trả lời nhanh qua một cái câu hỏi của bạn Văn Văn Anh. Thì bạn có hỏi về mối tương quan giữa dầu khí và nhóm phân bón, thì đây chắc là bạn ấy muốn hỏi cái tương quan giữa giá dầu và cái nhóm phân bón. Thì nếu mà nói về giá dầu và phân bón và nhóm cổ phiếu ngành phân bón thì dầu khí nó liên quan đến cái chi phí nguyên vật liệu đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón, chi phí về nguyên nguyên vật liệu thì đâu đó đã chiếm khoảng cỡ cỡ 50-60% giá thành sản phẩm của ure rồi. Thì do đó thì đối với những cái theo quan điểm của tôi thì cái việc mà giá dầu nó sẽ tác động trực tiếp tới những cái doanh nghiệp phân bón, bởi vì đây là chi phí liên quan đến nguyên vật liệu đầu vào của cái doanh nghiệp ngành phân bón mà. Ngoài ra thì phân bón cũng là ngành mà gọi là có cái chi phí vận chuyển tương đối lớn, nên khi mà nếu mà giá dầu mà đã tăng thì cái chi phí vận chuyển nó cũng sẽ đôn lên, nên cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm 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 ngành phân bón. Thì liên quan đến cái việc giá dầu khí tăng và cái nhóm phân bón thì không biết mình có nhận định gì cho bạn ấy, để bạn có cái view tổng quát hơn nhỉ? Ok, nếu mà nói tương quan thì là nghịch nhau thôi. Bởi vì cái ông dầu khí là cái đầu vào của ông Đạm Phú Mỹ mà. Bên cái đầu vào của phân mà. Thì chính vì thế mà nó là cái tỷ lệ, nó là cái tương quan nghịch với nhau. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái gross margin của cái nhóm phân bón thì chúng ta thấy là nó cũng chiếm đâu đó sắp xỉ là khoảng
22 cho đến 30%. Đấy, con số cũng rất lớn, không nhỏ đâu. Nên là chính vì thế mà cái giá dầu mà nó tăng lên thì nó cũng ảnh hưởng tiêu cực cho cái nhóm phân bón. Nhưng mà chúng tôi xin lưu ý là nó tăng lên nhưng mà nó còn phụ thuộc là yếu tố đầu ra nữa. Đấy. Một cái điểm sáng là trong những cái thời gian gần đây thì cái gì nhỉ? Cái tình hình xuất nhập khẩu của chúng ta về cái nông sản á, nó khá là khả quan, cho nên là chính vì thế mà khiến cho cái giá phân bón đầu ra nó cũng tăng lên. Một mặt là giá đầu vào tăng rồi nhưng mà cái giá đầu ra nó cũng tăng theo, cho nên là chính vì thế mà họ cũng giữ được cái gross margin. Đấy, chúng ta thấy là cái đa phần cái nhóm phân bón là đều giữ được cái gross margin khá là tốt, cho nên là chính vì thế mà chúng ta thấy là đều duy trì từ 22 đến 30% đấy, con số này cũng rất là cao, cho nên là tôi thấy là cũng cũng ngang ngang nghe cũng 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 khá là khá cũng cũng tích cực đấy. Nó là có nghĩa là chúng ta chỉ sợ như thế này này, cái giá dầu mà tăng mà trong khi đó là cái tình hình sorry tôi gõ nhầm mã rồi, DCM DCM chứ không phải là D, không phải là DHC rồi, DCM. Tôi nói ví dụ như thế này, ví dụ là khi giá dầu mà nó tăng mà trong khi đó là cái giá thành phẩm á, tức là cái giá phân á, ví dụ như những năm trước á, thì nó rất là khó nha. Những cái năm trước ví dụ như là năm 2017, 2018 là một mặt là chúng ta bị cạnh tranh với cái sản phẩm của Trung Quốc, sau đó là chúng ta bị chúng ta cái đầu ra nó cũng gặp khó nữa. Đấy, về nông nông sản cũng gặp khó nữa. Đấy, cho nên là mùa màng cũng mấy mấy năm trước là bị El Nino nữa chứ, bị thêm cái El Nino nữa, ngập mặn nữa. Nói chung là cái sản lượng nông sản mấy năm trước là có teo lắm, khó. Nên là chính vì thế mà cái nhu cầu tiêu thụ phân bón nó cũng kém. Nhưng mà năm bắt đầu là năm 2020 cho đến nay là cái nhu cầu tiêu thụ rất là mạnh, xuất khẩu nông sản cũng mạnh nữa. Nên là về cơ bản chung thì có thể thấy rằng là đầu ra nó rất là tốt. Đấy, đầu ra về cái ngành phân bón rất là tốt, vậy thì đầu ra nó tốt như vậy cho nên là nó cũng giúp cho cái tăng trưởng vẫn 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 duy trì rất là tốt, quý kể cả quý 1 vừa qua tưởng là năm 2020 là đã tăng, chúng tôi nghĩ là nó đã tăng trưởng nóng rồi, nhưng mà đến quý 1 vừa rồi thì những cái dòng phân bón thì cũng tiếp tục cái tăng trưởng khá là tốt, nên là đạm Phú Mỹ là cũng 99 điểm chứ không phải ít đâu. Đấy, đạm Cà Mau đấy, họ là BFC nhờ, Bình Điền đúng không ạ? Đấy, thì hầu như ông phân bón nào cũng đều có mức điểm cơ bản rất cao vừa qua, phản ánh là cái đầu ra nó vẫn đang rất tốt, mặc dù là lo ngại về cái giá nguyên liệu nó tăng đấy, là do giá dầu tăng, nhưng mà chúng ta thấy là cái tiêu thụ tốt quá, đây đó là do xuất khẩu chúng ta quay trở lại rồi. Như vậy thì đó là một cái điểm sáng, mặc dù là chúng ta thấy là tương quan giá dầu càng tăng lên thì nó là một cái yếu tố nguy hiểm cho bọn phân bón, nhưng mà được cái là cái đầu ra nó cũng tăng lên chứ không phải là nó đi ngược chiều nhau, nếu ngược chiều nhau nó mới sợ, còn tăng đầu vào cũng tăng mà đầu ra cũng tăng thì như vậy là nó tốt. Đấy. Còn còn về cái tương quan này chắc chắn là tương quan ngược nghịch giữa cái dầu khí và cái phân bón rồi, vì cái ông dầu khí là đầu vào của ông phân bón mà, nên là chính đó giải thích cho bạn thêm một cái vấn đề đó, chứ không phải là nhất thiết là cái tương quan nghịch mà chúng ta thấy là cái giá dầu tăng lên là chúng ta sợ phân bón nó gặp rủi ro, chúng ta cũng phải phân tích xem lại là cái đầu ra cái tình hình tiêu thụ nó tốt không. Đấy. Nhưng mà năm nay bắt đầu quý 1 cho đến nay chúng ta thấy là tình hình tiêu thụ khá là ổn, và xuất khẩu vẫn chúng ta vẫn xuất khẩu nông sản vẫn rất đều. Đấy, tăng trưởng rất là tốt. Đấy, chưa kể là cái mùa mưa nó năm nay năm vừa rồi chúng ta đến sớm nữa, cho nên là cái tiêu thụ cũng khá nữa. Đấy. Ok, đó là bình luận của tôi về cái mối tương quan này. Rồi, ok, cảm ơn Minh nhiều về cái câu trả lời vừa rồi. Thì thị trường cũng đã bắt đầu khá là lâu rồi, ngày hôm nay chúng ta cũng trả lời quá là nhiều câu hỏi. Chắc quý nhà đầu tư nào mà có câu hỏi thì có thể đặt sớm sớm cho chúng tôi nha. Tại vì cái thời lượng chương trình của chúng ta có hạn đấy. Nên chắc là thôi, bản tin Morning Note của chúng ta sáng nay đến đây là kết thúc ha. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào bản tin Morning Note vào sáng ngày mai ạ. Ok, cảm ơn quý nhà đầu tư. Rồi, bye bye.